Và quý vị là những người đã ủng hộ cho Chuyên Đi Chờ từ những ngày đầu tiên, những người luôn luôn quan tâm tới những sản phẩm về làm đẹp, về chăm sóc sức khỏe. Và ở những giây phút đầu tiên của chương trình, tôi xin phép tất cả quý vị, tôi sẽ mời lên đây một người đàn ông rất là tài năng, rất là tâm huyết với Chuyên Đi Chờ Việt Nam, người đã cùng với những cộng sự của mình đã dành một khoảng thời gian không nhỏ để có thể cho ra mắt những sản phẩm tốt nhất tới tay người tiêu dùng. Và anh ấy có tâm sự rằng anh ấy mong muốn rằng sẽ góp một phần nhỏ bé của mình để cải thiện sức khỏe người Việt. Xin được giới thiệu cùng với quý vị lên sân khấu giám đốc của Chuyên Đi Chờ Việt Nam, nghệ sĩ Trấn Thành. Xin lỗi quý vị là hôm nay voice của tôi nó có vấn đề. Trân Thành xin chào quý vị. Tôi là một nghệ sĩ cho nên tôi từ trước đến giờ tôi chưa có làm việc trong cái vấn đề kinh doanh. Đây là một cái cơ duyên từ khi tôi gặp chủ tịch của Tingo Group, đó là chị Trang. Thì chúng tôi có ngồi với nhau và chị Trang lúc đầu là cũng chỉ mời tôi với danh nghĩa là một đại sứ cho thương hiệu thôi. Nhưng mà khi chúng tôi làm bạn với nhau rồi bàn công việc ngày qua ngày thì chúng tôi nhận ra là mình có những cái ý đồ giống nhau. Ý đồ của chúng tôi là gì? Chúng tôi luôn muốn mang đến những cái sản phẩm mà tinh hoa của người Việt. Bởi vì quý vị biết là ngoài quý vị dùng thuốc Tây, khi mà mình bệnh mình mới dùng thuốc, thì trong nguyên một khoảng thời gian mà người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì nguyên một cái khoảng thời gian mà chúng ta cần phải bồi dưỡng cho cơ thể của mình thì mình hãy quên đi cái bước đó để khi bệnh rồi mới đi uống thuốc. Thì tôi với Trang mới nói với nhau rằng là Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái bài thuốc đông y cực kỳ hiệu quả, cực kỳ tốt, không hại sức khỏe và nó hoàn toàn đến từ tự nhiên. Nó không phải là thuốc, nó là một cái gì đó bổ sung và cứu chữa bằng lá cây dược thảo của thiên nhiên. Và chúng tôi muốn mang những cái công nghệ mới nhất để bào chế ra những cái sản phẩm đến từ thảo dược như vậy, từ đông y. Và cái điều quan trọng hơn là chúng ta không những chỉ giúp cho người Việt chúng ta biết được là bài thuốc của Việt Nam tốt như thế nào, mà chúng ta cũng có thể làm được điều này cho cả bạn bè thế giới biết là Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều những sản phẩm tốt đến từ thiên nhiên, từ đông y, từ thảo dược. Và vì cái lý tưởng đó cho nên tôi với Trang mới hợp tác với nhau, và đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay tôi trở thành CEO của True Natural. Và tôi hy vọng rằng là với cái sức ảnh hưởng của mình thì tôi muốn mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người Việt. Bởi vì hơn ai hết tôi có vợ tôi là người đã từng trải qua ung thư, rồi mẹ vợ tôi cũng là một người đã từng trải qua ung thư, cho nên tôi rất là lo lắng cho sức khỏe của những người nhà của mình. Và tôi mong muốn được mang đến một cái gì đó tốt đẹp cho những người tiêu dùng. Và tôi mong muốn họ phải yêu thương bản thân mình hơn, yêu thương người nhà mình hơn, chăm sóc sức khỏe của mình. Và đó là lý do vì sao mà hy vọng tôi sẽ mang True Natural, những sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên đông y của người Việt với công nghệ cao nhất đến toàn thể quý vị, đầu tiên là người Việt và sẽ còn vươn xa nữa là tầm thế giới. Xin cảm ơn quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành, CEO của True Natural Việt Nam với những cái chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, Trấn Thành đã không còn xa lạ với chúng ta nữa, một nghệ sĩ rất là tài năng, rất là chỉnh chu trong tất cả những cái công việc mà anh ấy làm. Và việc gì, tất cả những dự án anh ấy làm thì chỉ cần có tên Trấn Thành thôi đã là một cái tên để bảo chứng cho chất lượng của những cái dự án đó. Và đối với True Nature cũng như vậy, một dự án với những sản phẩm để chăm sóc sức khỏe về dành cho tất cả chúng ta, một cái vấn đề mà ai trong mỗi chúng ta đều rất quan tâm. Và hy vọng rằng với sự cố gắng của CEO Trấn Thành, tất cả quý vị sẽ ủng hộ cho True Nature Việt Nam trong thời gian sắp tới ạ. Mọi người có đồng ý không ạ? Và nếu đồng ý thì hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa cho CEO của chúng ta được không ạ?
Vâng, xin mời anh về chỗ ạ và có thể tiếp tục theo dõi những phần sau. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành, CEO của True Nature Việt Nam. Kính thưa quý vị thân mến, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu tới quý vị những sản phẩm đặc biệt của True Nature Việt Nam. Và ngay bây giờ tôi xin được mời lên sân khấu giám đốc cái trách nhiệm là một người chồng mà chị cảm thấy hài lòng không? Vâng. Thật ra thì ủa sao chương trình này có những cái loại câu hỏi như vậy ta? Thật ra thì anh nghĩ vậy thì các bà vợ ở đây cũng vậy thôi. Ông chồng làm gì miễn là cứ hàng tháng đưa tiền sinh hoạt cho hàng tháng cho vợ là vợ vui rồi đúng không các bạn? Đúng không? Thiệt, như vậy là quá ngon rồi. Mà ở nhà thật ra thì ông chồng em thật ra là một người rất là xuất sắc, giỏi về nấu. Cũng là ổng là người nấu cho em, không có nấu em, tại vì em không biết nấu, em chỉ có biết ăn thôi. Mà được cái là chồng em á là rất thích nấu, nấu ăn xong rồi thì em ăn ngon miệng là chồng em rất là hạnh phúc. Nói chung là những cái việc mà lẫn chồng với cái gì lẫn làm vợ luôn á là chồng em làm xuất sắc hết luôn. Thì em không có gì để phàn nàn hết, và em chỉ mong muốn là chồng ơi, có gì á thì đó, cứ như vậy, cứ như bây giờ thôi, em không có mong muốn gì cả. Ở nhà tôi á, mặc dù là vợ chồng nhưng mà chỉ có hai nhiệm vụ thôi. Ở nhà một người thì làm vợ là tôi, một người làm mẹ là bà. Dạ. Một tràng pháo tay thật lớn được không thưa quý vị? Vâng, và hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ cho anh Trấn Thành cũng như là Harry Won trong tất cả những cái dự án. Ở đây đã ai còn ai chưa đi xem phim Bố Già không ạ? Vâng, không ai giơ tay cả, chứng tỏ là đã xem hết rồi. Theo update mới nhất tối qua tôi vừa biết thì đến bây giờ là được 344 tỷ rồi đúng không anh? Tối qua em vừa mới check xong. Dạ. Box office nó chưa có check hết. Dạ, gần 400 rồi. Dạ. Vâng, gần 400 tỷ đấy thưa quý vị. Và nếu như mà còn ai chưa đi xem Bố Già thì phải đi xem nha, để ủng hộ cho Trấn Thành nha, cũng như ủng hộ cho True Nature Việt Nam nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn đại diện hai nhà phân phối ạ. Xin mời hai anh chị sẽ trở về vị trí của mình. Thưa quý vị, cái vụ cần tây nãy đi lý giải một tí xíu tại sao bà xã tôi bà nói là bột cần tây chúng tôi sản xuất ra thì nó dễ uống hơn. Thưa quý vị, đó là nghiên cứu, mình đưa cái gì với cái gì vào với nhau để nó làm cho cái mùi nó dễ chịu. Cái cần tây này đưa vào với hồng sâm thì sâm nó cứu. Wow. Chúc mừng thành công của True Nature và